nhớ nhớ. Hello, Ngoài Đường Biết xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị em. Hiện tại bây giờ đang là 5 giờ 45 phút sáng ngày 30 tháng 11. Ở phía bên kia chính là khách sạn nơi đội tuyển Việt Nam đang trú ngụ. Tối ngày hôm nay thì thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ di chuyển từ Bà Rịa Vũng Tàu lên Sài Gòn để chuẩn bị hành trang. Trưa ngày mai thì thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ di chuyển sang Singapore để chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup. Dự kiến là chiều ngày hôm nay thì đội tuyển Việt Nam vẫn còn một buổi tập trên sân Bà Rịa Vũng Tàu trước khi mà quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh. Tối ngày hôm qua, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chốt lại danh sách 30 cầu thủ sẽ lên đường sang Singapore để chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup. Trong đó những cái tên bị loại đa phần nằm ở phía các cầu thủ U23 Việt Nam cũng như là thủ môn Phạm Văn Cường. Hai cái tên Trần Minh Vương cũng như là Đỗ Hùng Dũng đều có mặt trong danh sách lên đường sang Singapore để hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch AFF Suzuki Cup. Hy vọng rằng là tối ngày hôm nay khi đội tuyển Việt Nam di chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh thì Ngoài Đường Pit sẽ mang đến cho anh chị em những thước phim liên quan đến toàn bộ hành trình di chuyển của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Còn bây giờ thì mình sẽ di chuyển trước về Sài Gòn. Let's go. Hello cả nhà, bây giờ đã là 4 giờ 30 chiều và mình đang có mặt ở khách sạn Windsor Plaza. Khoảng 4 phút nữa thôi thì đội tuyển Việt Nam sẽ tới khách sạn và sau đó sẽ nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai thì thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo dự kiến sẽ có một buổi tập nhẹ ở sân Thống Nhất. Chiếc xe đầu tiên chở các thành viên của đội tuyển Việt Nam đã tới nơi. Xe này có huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo. Trợ lý Lee Young-jin. Anh Vũ Hùng Việt. Chút nữa em đợi ở đây em lấy cái máy xong em mang luôn. Máy nào? Máy anh Tuấn mang qua. Thôi khoan đã, để anh coi đã, bởi vì là từ từ đã đi. Yeah. Ok. Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo. Dũng, Phan Văn Đức, Lương Xuân Trường, Vũ Văn Thanh. Đây là Trần Minh Vương. Trần sao đó? Đây là Duy Mạnh, Hoàng Đức. Hà Đức Chinh. Hello em. Văn Toàn, hello em. Đây là Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng, hello em. Thanh Thịnh, Tiến Linh. Đây là đội trưởng Quế Ngọc Hải. Hello em. Hồ Tấn Tài. Hello em.
Đây là Thành Trung và Công Phượng. Hành trang của Công Phượng khá là nhiều. Từng cầu thủ sẽ ra nhận hành lý của mình. Đây là Di Mạnh. Như vậy là chiếc xe sau sẽ có Tuấn Anh. Xe này thì chưa thấy Tuấn Anh. Quang Hải. Tuấn này vẫn còn đồ đúng không? Kéo cái đầu vô mà. Đây là toàn bộ những trang thiết bị mà đội tuyển Việt Nam sẽ mang sang Singapore. Bây giờ thì được để sẵn trước ở trong ô tô, ngày mai chỉ việc di chuyển ra sân bay mà thôi. Chiếc xe thứ hai chở các thành viên còn lại của đội tuyển Việt Nam đã tới nơi. Đi chậm hơn chiếc xe thứ nhất khoảng 10 phút. Ôi, Tuấn Anh hay nhìn tóc tai bơ phờ. Trợ lý Kim Tâm In. Văn Hoàng, Văn Xuân, Thanh Bình. Hello em. Hồng Di. Ủa, Bùi Tấn Trường sao mà đau. Thank you.
số cầu thủ như là kia là Hoàng Đức và Đức Huy vẫn đang tranh thủ gói đồ. Nhớ nhớ. Chúng ta thôi.